vòng bán kết một này đã bắt đầu rồi. Đang đua tranh quyết liệt. Ở vòng thứ 8 với sự xuất hiện của đương kim vô địch năm 2012 và Hòa Bình sẵn hối 664. Hòa Bình với tổng cộng 64. Số 4 đi thẳng đấy. Vâng, mới là 64 Hòa Bình dẫn trước. Và tiếp theo là số 58, tức là 58. Số 7, thứ 3 là số 77. Và số 7 của bàn phố. Và số 23, số 1 đại của Hòa Hội. Ở lớn bên này thì có tới 4, 3 đại vừa và sẵn hối. Và đang dẫn đầu vẫn là bàn phố số 64. Tốc độ hết sức quyết liệt, rất nhanh. Vâng, vị trí thứ ba vẫn là số 77. Vàng Văn Lò của xã Bản Phố. Như vậy là từ đầu đợt đua thì các khoảng cách và vị trí vẫn được giữ nguyên. Chắc chắn nếu không có sự cố thì Vàng Văn Huỳnh cũng đã chuẩn bị được các trọng tài đích. Vâng, xin chúc mừng Vàng Văn Huỳnh số 64 của Đà Hội. Và tiếp đó là Vàng Văn Giang của xã Đà Hội. Vàng Văn Giang của xã Đà Hội. Mặc dù là vượt qua đích nhưng mà Vàng Văn Huỳnh số 64 Đà Hội đã dừng được rồi. Đang ở vị trí thứ 3, số 77 là Vàng Giang Lò của Bản Phố. Và số 23 đang ở vị trí thứ 4 đó là Sùng Văn Đại của xã Đà Hội.